Em xin chào các bác nhé. Các bác nào thích một con giải mã đời cao, các bác nhé, giải mã đời cao mà nó thiên về giải mã thì có thể alo cho em lấy về con này. Đó. Tức là bác nào mà đang có một bộ dàn karaoke hay là một bộ dàn nghe nhạc, đó, mà đang dùng những con giải mã nó bé bé như thế này này, các bác này, nó bé bé như này, hoặc có thể là bé hơn, hay là to chỉ bằng bàn tay thôi, hay còn gọi là con DAC đấy. Thì các bác hãy thay đổi đi, thay đổi một lần, thử sang con cao cấp này, các bác nhá, thử thay đổi sang con giải mã cao cấp này một lần giúp em. Các bác sẽ thấy sự khác bọt hoàn toàn luôn, rõ rệt ngay từ cái lúc mà các bác ghép lên nhạc luôn. Chỉ cần mở nhạc cái em đảm bảo các bác đã nghe thấy nó khác ngay rồi. Đấy, không phải đơn giản mà những cái dòng này nhà em bán rất là chạy, không những nhà em mà tất cả mọi nhà bán âm thanh. Đấy, mặc định dòng này bán cực kỳ sướng luôn, bán rất đắt khách hàng, rất đắt khách luôn. Nó và không phải đơn giản mà lại có nhiều người chơi cái dòng giải mã Kenwood này. Đấy, thuần giải mã này. Chắc chắn nó phải có cái gì đó hay ho đúng không ạ? Vâng. Dòng này nó giải mã lên tới 20 ở đây coi nhá. Đây này, em thấy ghi đây này là 22 à, 22 bit à. Nhưng mà với của nó là 22 bit là rất là chuẩn. Đấy. Các bác nhá, 22 bit nhưng cực kỳ chuẩn. Vì nó là hàng nội địa của Nhật, giải mã sướng lắm. Cái con giải mã bao diêm ở nhà các bác bé nhỉ, nó ghi là 24 bit với cả 30-40 bit không có đâu các bác nhá, toàn vớ vẩn đấy. Nó chỉ đâu đó nó chỉ khoảng 2-3 bit, tầm khoảng 4-5 bit thôi, chứ không bao giờ được tới 20 bit. Đấy, nhưng với con này thì nó thừa sức làm được cái điều đó và giải mã cực kỳ hay. Đấy, thì giải mã như thế nào thì đây các bác sẽ hình dung được cho em. Ở đây nó sẽ có cái cổng quang đây các bác nhá, cổng này là cổng input này. Đây là out thì mình bỏ qua nha. In này, cắm đầu quang in vào đây cho em nha. Các bác kết nối Smart TV. Đây, mua cho em cái dây quang này. Tôi chẳng phải mua đâu, em tặng các bác luôn cái này. Đấy nha, em tặng các bác cái. Rồi phải đi mua. Thì đây, dây quang nó sẽ có hai đầu như thế này. Cái này nó giống như trang nhau nha, đây. Nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, một đầu này thì các bác cắm vào đây cho em. Nhớ phải cắm đúng chiều các bác nhá, nhớ phải cắm đúng chiều. Ngược chiều không vào được. Rồi, cái đầu còn lại thì các bác lại cắm vào Smart TV cho em. Đấy. Và sau đó, tiếp theo, các bác mua cho em một cái dây AV. Mua cho em một cái dây AV nhá. Mua cho em một cái dây AV. Các bác sẽ lấy từ cổng out. Thế đâu ở đây là tất cả là AV thì đâu là cổng out? Thì đây, đây chính là cổng out. Đó. Và đầu còn lại đây thì các bác sẽ truyền xuống con gì? Con đẩy. Con đẩy nhá. Hoặc là con âm ly này, hát hoặc con mi nghe nhạc. Em đảm bảo với các bác khi nhạc nó cất lên tiếng thì các bác chắc chắn tiếng nó sẽ khác hoàn toàn so với cả các bác đang dùng giải mã bao diêm, chắc chắn một điều đó luôn. Đấy. Thế nên là bác nào mà đang dùng một bộ dàn karaoke mà đang dùng những con giải mã bao diêm bé như này hay là DAC bằng bàn tay này thì thử thay đổi một lần sang cho em con này. Đấy. Em nói luôn là con này thì giá nó hơi mặn đấy, giá nó hơi mặn nhưng cái giá nó mang lại cái giá trị cho các bác. Đấy, đồng tiền nó mang lại giá trị cho các bác. Nó là gì? Giải mã xịn, hàng nội địa Nhật. Con này giá của nó hơi mặn một chút bởi vì con này giá của nó lên tới là 3 triệu 3 cơ các bác nhá. Nó là dòng giải mã cao cấp 3 triệu 3. Đấy. Phân mạch bên trong nó rất là to. Đây thì các bác hình dung một con DC có bé nhà để vào đây, nó bé teo như này thì phân mạch nó rất là bé. Phân mạch bé thì gì? Tụ bé rồi trở các kiểu loại. Vi mạch điện tử nó trong bé thì khi cái chất âm nó truyền qua thì nó truyền một mạch như thế này luôn. Đấy. Nó giải mã sao nó truyền một mạch luôn, nó không có sự gì ạ, ngăn cản bởi các cái màng lọc của nó. Đấy, kiểu như hệ thống lọc nước ấy, nó không có sự ngăn cản để nó lọc thẩm thấu sang cái khác. Đấy, thì tiếng nó gì, nó sẽ không được trong. Nhưng với con này nhá, sau khi giải mã xong, nó sẽ qua các thiết bị của nó. Đấy, và nó đưa ra AV, thì trước khi nó đưa tới đầu này nhá, thì nó có qua quá trình xử lý sàng lọc. Nó cứ hết lớp này lại đến lớp này. Đấy, cứ hết lớp này, xong lại đến một cái lớp này. Xong lại tiếp tục lại một lớp nữa, xong lại một lớp nữa. Đấy, nó càng nhiều cái chế độ lọc như vậy thì gì, tiếng nó sẽ trong hơn, sạch hơn và hay hơn. Thế tại vì sao mà người ta lại lên dùng, các bác lại lên dùng những con giải mã như này? Nó là dòng giải mã 27 các bác nhá, size 27. Đấy, kích thước là size 27. Đấy. Rồi, đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Tiền nào của ấy các bác nhá, 3 triệu 3 nhưng nó mang lại giá trị giải mã cực kỳ hay cho các bác. Nhất là những bác nào mà thích đam mê hát karaoke nhá, mà không có một con giải mã này truyền từ TV xuống thì em thật các bác là vứt bộ dàn lên tới đầu tư bộ dàn cái gì ạ? Cả mười mấy triệu, 20 triệu, thậm chí cả 100 triệu.
mà không có một con giải mã xịn như thế này thì bỏ, vứt ngay cho em. Đấy mà đi dùng giải mã DAC với bé như bao diêm này thì thôi chán luôn. Các bạn hãy thử thay đổi một lần nhá, thử thay đổi một lần đi, hãy dùng con này mang về làm giải mã cho em. Các bác sẽ thấy sự gì ạ? Sự khác bọt hoàn toàn so với cả giải mã DAC bao diêm thông thường. Đó. Cái này là không phải em gọi là nói hay để bán hàng, bởi vì là cái này là khách hàng em đã dùng thực tế rồi. Cái này là cái sự gì ạ? Đánh giá và cảm nhận thực tế của khách hàng. Phải nói là ti tỉ bác dùng luôn. Đấy. Cái hàng này thì không phải một mình em bán các bác nhá, không phải một mình Nguyên Vũ Auto bán hàng nội địa Nhật mà rất là nhiều từ Bắc vào Nam, cực kỳ nhiều anh em bán chơi đồ bán đồ âm thanh này. Đấy. Thì các bác cứ xem rằng là những cái dòng này người ta bán cực kỳ được sướng luôn, gần như là test bản giao liên tục. Đấy. Bởi vì là khách hàng người ta tin tưởng sử dụng những dòng này chắc chắn nó chất âm nó phải hay rồi. Đấy. Rồi, em cũng chỉ nói đến vậy thôi, còn đặt hàng thì các bác cứ alo cho em qua cái số điện thoại em vừa đọc, hoặc có thể số trên tiêu đề, hay là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng Nguyên Vũ Audio qua số 0979 891 682 qua nhá. Đấy. Còn ở đây con này thì nó có thêm cái phần phụ là phần CD này, thì tuy nhiên thì cái CD chắc thì mình có thể em test có thử rồi, thì hiện tại là CD vẫn chạy, nhưng mà cái này thì em không mảnh mà tỏ cái CD nhá, em bán chủ yếu là giải mã thôi được chưa ạ? Còn phần CD mình bỏ qua cho em. Đấy, còn bác là thích chơi CD thì về có thể vừa dùng này làm CD cũng được. Đấy, thay thế một cái thiết bị CD ở nhà nó cũng tiện hơn nhiều. Đấy. Còn em bán chủ đơn giải mã nhé, bán chủ giải mã. Rồi, bác nào mà chốt thì alo cho em nhé. Xin chào các bác.